Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, táo bón là một bệnh phổ biến có thể xảy ra ở mọi người, bất kể tuổi tác hay giới tính. Nguyên nhân bị táo bón có rất nhiều, vì vậy cần căn cứ vào những nguyên nhân khác nhau mà có cách ngăn ngừa cũng như phương pháp điều trị táo bón thích hợp. Tin tức được tổng hợp từ trang sức khỏe và đời sống và trang dân trí. Hai quả kiwi mỗi ngày trị táo bón hội chứng ruột kích thích. Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra rằng ăn hai quả kiwi mỗi ngày có thể cải thiện đáng kể chức năng ruột của người bị táo bón và hội chứng ruột kích thích. Nghiên cứu được công bố bởi các nhà nghiên cứu Đài Loan. Họ nhận thấy sau 4 tuần ăn quả kiwi, các bệnh nhân bị hội chứng ruột kích thích và táo bón đã có thể đi đại tiện một cách dễ dàng do cải thiện chức năng tiêu hóa. Trên thực tế, một quả kiwi chứa 1,7 gam chất xơ và nó có rất nhiều lợi ích sức khỏe khác. chị táo bón từ khoai lang. Các chuyên gia cho biết trong khoai lang có một lượng tinh bột lớn, nước và các chất như protit, canxi, pho, chất xơ cao. Nhờ thành phần này mà khoai lang được xác định là có vị ngọt tính bình, tiêu ung nhọt nhuận tràng. Khoai lang được xem là thuốc thiên nhiên giúp trị táo bón, vì khi ăn khoai lang sẽ giúp bổ sung nước cho đại tràng, chất xơ có trong khoai lang sẽ giúp quá trình đại tiện được dễ dàng hơn. Không chỉ có mình củ khoai lang được áp dụng trị bệnh táo bón, mà cả lá khoai lang xào. Luộc cũng cung cấp hàm lượng chất xơ và vitamin giúp nhuận tràng trị táo bón rất tốt. Cải thiện tình trạng táo bón ở trẻ nhỏ Cải thiện chế độ dinh dưỡng cho trẻ Ở trẻ con bú, cần cho trẻ bú đủ nhu cầu trong ngày, cho trẻ uống thêm nước. Nếu mẹ bị táo bón, trong khi cho con bú cũng phải điều trị táo bón ở mẹ ở trẻ ăn dặm ăn đủ nhu cầu, bữa ăn đa dạng cung cấp đủ đạm chất xơ uống đủ nước. Ở trẻ lứa tuổi bộ giáo hoặc lớn hơn, ngoài việc cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, nên cho trẻ ăn thêm sữa chua để kích thích tiêu hóa. Khi trẻ có biểu hiện táo bón thường xuyên hoặc kéo dài, cha mẹ cần đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa tiêu hóa. Đối với nguyên nhân do tổn thương thực thể ở đường tiêu hóa, bác sĩ có thể chỉ định điều trị phù hợp. Đối với các nguyên nhân khác như do chế độ ăn uống chưa phù hợp, tâm lý, dùng thuốc, cha mẹ cần phải thay đổi cách chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ, cũng như hướng dẫn trẻ có thói quen đại tiện đúng giờ. Mang thai bị táo bón dùng thuốc gì? Táo bón xảy ra khá phổ biến trong thời kỳ mang thai, nhất là ở những tháng cuối. Nguyên nhân là do những thay đổi về nội tiết trong thời kỳ mang thai. Ngoài ra còn do việc uống viên sắt để bù sắt, chế độ ăn ít chất xơ, giảm hoạt động thể lực, sự chèn ép của thai và yếu tố tâm lý. Nhiều loại thuốc nhuận tràng có thể được sử dụng an toàn ở phụ nữ có thai như psyllium, lactulose, polyethylene glycol, senna, bisacodyl, macrogol. Tuy nhiên khi dùng cần chú ý tới các tác dụng phụ do thuốc nhuận tràng gây ra. Một số lưu ý khi dùng thuốc nhuận tràng trị táo bón, Điên tránh dùng thuốc táo bón trừ trường hợp bị táo bón kéo dài hay làm nặng thêm một bệnh khác trước hết dùng thuốc loại ít tác dụng phụ. Nếu không cải thiện mới dùng thuốc trị táo bón loại kích thích tăng nhu động ruột là các loại cho tác dụng mạnh nhưng có nhiều tác dụng phụ. Tránh lạm dụng thuốc trị táo bón loại kích thích vì đưa đến hai hiệu quả, bị phụ thuộc thuốc và bị các tác dụng phụ của thuốc nên dùng thuốc trị táo bón ngắn hạn sau 7 đến 10 ngày, nếu không hiệu quả phải đi khám bệnh để bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân. Lưu ý thời gian tác dụng của thuốc nên sử dụng các chế phẩm từ các bài thuốc dân gian như diếp cá đương quy, tinh chất nghệ, tinh chất hoa huệ, vừa điều trị táo bón nhanh chóng mà rất an toàn. Một số phương pháp phòng chống táo bón: đầu tiên là tập thói quen đi đại tiện vào đúng một giờ nhất định, tốt nhất là vào buổi sáng. Những ngày đầu có thể cứ rèn thói quen đi đại tiện dù có muốn đi hay không. Điều chỉnh chế độ ăn uống, tạo một chế độ ăn đầy đủ về lượng, đảm bảo nhiều chất sơ như rau xanh, nguồn vitamin từ rau củ quả tươi. Và buổi sáng khi dạ dày rỗng, nên uống một cốc nước ấm hoặc nước có pha mật ong để kích thích nhu động ruột. Thường xuyên uống nước, không chờ có cảm giác khát mới uống. Do cảm giác khát ở người cao tuổi có thể bị suy giảm, nên cố gắng tăng cường các hoạt động thể chất phù hợp với sức khỏe và tăng cường trương lực cơ bụng. Hàng ngày, nên tập cơ bụng bằng cách xoa từ hạ sườn phải sang hạ sườn trái xuống hố chậu trái để tăng cường nhu động ruột. Trong một thông tin sức khỏe ngày mai chúng tôi sẽ đề cập đến chủ đề những lưu ý để bảo vệ thính lực. Một thông tin sức khỏe hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.